Và câu hỏi tiếp theo. Con nghe giáo pháp thời Phật Thích Ca chỉ tồn tại 5.000 năm. Đây là thời con người tuổi thọ 100 năm. Nhưng thời Phật Di Lặc con người tuổi thọ là 80.000 năm. Vậy có phải giáo pháp thời Phật Di Lặc sẽ tồn tại lâu hơn thời Phật Thích Ca hay không? Nếu có, tại sao có sự sai biệt ấy? Và câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây câu hỏi là vậy có phải giáo pháp thời Đức Phật Di Lặc sẽ tồn tại lâu hơn Đức Phật Thích Ca hay không? Thì đây là một câu hỏi mở thưa quý vị. Thì sư sẽ trả lời là có thể tồn tại lâu hơn và cũng không có thể tồn tại lâu hơn. Bởi vì sao? Đầu tiên á, sư sẽ trả lời cái đây có rất nhiều khía cạnh thưa quý vị, rất nhiều khía cạnh nha. Ở đây thì sư sẽ trả lời theo tinh thần tạng luật trước là như vậy. Trong tạng luật á, thì lúc mà Đức Phật chưa ban hành giới luật thì ngài Sariputta đó mới thỉnh cầu Đức Phật ban hành giới luật. Thì Đức Thế Tôn ngài nói là đại loại như là chưa có hợp thời. Thì sau sự kiện đó, sau những cái câu hỏi đó, thì ngài Sắc Lợi Phất ngài nói là vậy thì trong quá khứ là giáo pháp của những đức Phật, những Phật, những vị Phật toàn giác là có phải là như nhau hay không? Đó thì Đức Phật Gautama, cái này trong chánh kinh nha, chúng kinh trong tăng luật nha, chứ không phải là trong chú giải nữa nha. Đó. Nhưng mà ngài mới nói là có thời nghĩa là giáo pháp tồn tại dài cũng phải pháp tồn tại ngắn. Đó thì tại sao mà lại có thời Đức Phật tồn tại dài? Đó thì thời mà Đức Phật ngài có ban hành giới luật, có ban hành giới luật đó, thì thời đó là giáo pháp sẽ được tồn tại dài. Và thời đại mà Đức Phật ngài không có ban hành giới luật đó, thì giáo pháp sẽ không có tồn tại. Thì ở đây không có tồn tại dài hơn cho có thời mà Đức Phật toàn giác bàn giới luật, quý vị hiểu không ạ? Đó. Thì ở đây á, đôi khi chúng ta đặt câu hỏi là ủa tại sao có những cái thời mà Đức Phật không ban hành giới luật? Xin thưa quý vị, cái thời đó là cái thời này là nó tương ứng trong kinh, có trong này, tương ứng trong chú giải thôi. Nghĩa là sư cũng nói hoài sự kiện đó, nghĩa là chúng sanh chúng ta nó có ba thời kỳ: thời mà thiện nhiều hơn ác, mà thời ác nhiều hơn thiện, mà thời thiện ác bằng nhau. Thì thời mà không ban hành giới luật đó, Đức Thế Tôn mà không hành giới luật thì thời đó thì theo cách hiểu của sư, thời đó con người sống trong hiền thiện, các vị đa phần là thánh, không phải nói thẳng là thánh không đó. Chính vị mà quý vị thấy rõ ràng, hình như là xin nhớ là 19-20 năm đầu đó, là Đức Thế Tôn ngày đâu có ban hành giới luật. Thì bởi vì sao? Bởi vì là cái vị mà đắc thấp nhất đó, thấp nhất cũng là Tu Đồ Hoàng đó, cho nên là đâu có cần phải ban hành giới luật làm gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu lại ha, đối chiếu lại rõ ràng là phù hợp đó. Là tức là cái thời nào mà Đức Thế Tôn có ban hành giới luật thì thời đó sẽ dài hơn Đức Thế Tôn không ban hành giới luật. Đó là cái điểm thứ nhất, vì nắm rõ chưa? Rồi bây giờ sư sẽ phân đào ra, vì sẽ nắm công thức gốc rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu hỏi mà Phật giáo pháp Đức Phật nè có tồn tại lâu hơn Phật Ca không. Cái này rất khó nói thưa quý vị. Khó nói là tồn tại lâu hơn không hơn không. Vốn dĩ là Đức Phật Di Lặc này nè, mình cũng chưa biết là vào thời ngài. Tại vì á, theo sư biết á, là thời mà tuổi thọ 80 con người 80.000 năm nè, là thời này là chúng sanh là đại phước. Và thời này á, trong kinh, trong chánh kinh á, trong bài kinh mà Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống á, nói là thời này có xuất hiện Chuyển Luân Thánh Vương đó. Mà Chuyển Luân Thánh Vương mà đã cai trị, quý vị biết rồi đó. Là cai trị bằng cái nghĩa là bằng chánh pháp. Cho nên là nói một câu nôm na là giống như là ngủ mà khỏi đóng cửa đó. Tệ nạn trộm cướp này nọ, các kiểu đời sống nhân sinh này nọ, mà mô tả gọi mường tượng nghe, mường tượng giống như y như những cái nước Bắc Âu bây giờ, giống như nước Bắc Âu là nước gì, là Phần Lan, Na Uy này nọ đó, rồi Đan Mạch này đó, những cái nước đó là nghĩa chế độ phúc lợi rất là tốt, thậm chí nhà tù đóng cửa luôn, có ai phạm tội đâu đó. Rồi thậm chí là có đẻ con ra được đi học miễn phí, free hết, không y tế free luôn, y tế miễn phí hết đó, y tế dục miễn phí hết như vậy.
Thì bây giờ nếu mà giờ sẽ đặt em một câu hỏi nha, nếu bây giờ thời đó đó con người sống trong thánh thiện như vậy, tại vì thời đó có chuyển lĩnh vương mà quý vị đó, thì khi mà Đức Phật Di Lặc nghe thành đạo thì chuyển lĩnh vương bắt buộc phải xuất gia đi tu làm đệ tử ngài. Thì bây giờ thí dụ đi thời này, thời cái thời đi thời mà Đức Phật Di Lặc ấy, mà con người sống trong chánh pháp, chánh pháp không, thì đức toàn thánh tăng không, mà đa phần thánh tăng mà đi đức đi đức đức Thế Tôn Bát Tây Giá ngài ban hành giới luật làm gì vậy? Thì rõ ràng đây có phải là cái thời gian mà giáo pháp á, tồn tại sẽ lâu hơn, xin lỗi là ngắn hơn Đức Phật Gautama không? Đúng không? Nhưng mà khi sư nói vấn đề này nè, đảm bảo quý vị sẽ có thắc mắc kêu trời, sư sư so sánh thì sao được, tại vì thời đó con người 80.000 tuổi mà. Nhưng mà nếu bị hiểu như vậy là hiểu nó quá là thời hợt. Bởi vì sao? Bởi vì á, có một cái dữ kiện quý vị bên là như vậy nè. Ở đây quý vị đưa ra là cái gì? Giáo pháp giáo pháp Phật Gautama là 5.000 năm. Tuổi thọ con người là 100 năm. À, vấn đề nằm đây nè. Có nghĩa là tạm gọi năm na đi, là mình thêm một con số số không sao, đúng không? Thì bây giờ sẽ ví dụ đi, tuổi thọ của con người thời đó 80.000 năm, thì thêm một số không ở sau là giáo pháp Đức Thế Tôn Bát Tây Giá tồn tại 800.000 năm. Mình so sánh gì không phải không đúng thưa vị, so sánh gì không không được, mình phải so sánh kiểu như vậy mới đúng này. Là cái thời gian cái tồn tại nó tùy vào tuổi thọ, mình phải hiểu là như vậy nè. Giống như là cái đời sống của con muỗi đi, nếu mà một con muỗi nha, mà nó có thể nó nhìn vào vào con người chúng ta, nó kêu trời sao mấy thằng người này nó sống dai với ta, đúng không? Cả cuộc đời mình, cả đời có con muỗi là nó sống hình như là siêu đó, hình như có 48 giờ, đối với nó là cả một trời hạnh phúc rồi, đúng không? Đối với nó đó là 48 giờ của nó đó là một, đối với nó là 100 á, 100 tuổi thọ, 100 tuổi mình đó. Tại sao nên siêu ví dụ như vậy, quý vị nghĩ đi, giống như con người mình đi, mình khi mình xem mình nhìn lên những cái cõi đâu là như đạo lợi đó, là một ngày trên trển ở dưới đèn 100 năm đó. Cho nên là cái khái niệm thời gian á, mình không thể nào mà mình so sánh, nếu mà mình so sánh á, là tuổi thọ thời đó 80 ngàn, quý vị hiểu không, 80 ngàn mà mình so sánh theo nó so so với cái thời Đức Phật về Đức Phật Gautama bây giờ vậy. Cho nên á, là chung quy lại á, cái câu trả lời này á là Đức Phật Di Lặc á, giáo pháp Đức Phật Di Lặc có tồn tại Thích Ca có hơn Thích Phật Ca hay không, thì là xin trả lời là có thể hơn và cũng không có thể hơn, tùy vào là thời đó Đức Phật Mét Tây Giá ngài có ban hành giới luật hay là không. Đó đó là cái câu trả lời mà sư dựa vào luật, và sư dựa vào cái cõi giới mà của những chúng sanh, cái khái niệm mà cái tuổi thọ của chúng sanh ở những cõi giới như nhau, mà chúng ta phải hiểu năm nào như vậy. Chứ đây chúng ta không, nếu mà chúng ta hiểu theo con số thì nó không có chuẩn xác như vậy đó, không chuẩn xác đâu. Thì cái gọi quý vị nói là nếu mà tại sao có sự sai biệt cái thì rõ ràng nó sẽ nói đó, có nghĩa là quan trọng là cái giới luật có ban hành hay không. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Không có ý kiến gì thêm, và sư chuyển qua những cái câu hỏi mà sư trả lời ngắn ha.